Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe có thể bảo quản lâu trong mùa dịch. Nhiều loại thực phẩm lành mạnh có thể được bảo quản lâu dài mà không bị hư hỏng, miễn là bạn có điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thích hợp. Và dưới đây là 11 loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và không dễ bị hư hỏng. Bạn có thể lựa chọn để làm thực phẩm dự trữ cho gia đình của mình trong mùa dịch bệnh như hiện nay nha các bạn. Thứ nhất là quả hạch. Quả hạch với rất nhiều loại để bạn lựa chọn, các loại hạt từ một nguồn cung cấp protein, chất béo và chất xơ tuyệt vời. Hầu hết các loại hạt để được khoảng 1 năm, thậm chí là lâu hơn nếu được đông lạnh. Thứ hai là các loại thịt và hải sản đóng hộp. Các loại thịt và hải sản đóng hộp có thể để được 6 tháng đến 2 năm. Chúng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Cá đóng hộp là nguồn cung cấp chất béo omega 3 rất là dồi dào. Thứ ba là hạt khô. Các loại ngũ cốc thường có thể được bảo quản trong nhiều năm, miễn là chúng được giữ khô ráo và đậy kín. Nếu bạn cần theo chế độ ăn không có gluten thì hãy cân nhắc đến gạo và yến mạch không chứa gluten nha. Sô cô la đen. Sô cô la đen được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, có thể để được từ 4 đến 6 tháng sau ngày sản xuất ghi trên nhãn. Nó là một nguồn tuyệt vời cung cấp chất xơ, magie và nhiều chất dinh dưỡng quan trọng khác. Trái cây và rau đóng hộp. Trái cây và rau quả đóng hộp đã lên men hoặc ngâm chua được dựng trong các hộp kính và chúng thường được đóng gói trong một dung dịch axit nên chúng có thể tồn tại trong nhiều tháng. Khi mua trái cây đóng hộp thì bạn nhớ lựa chọn không có chứa nhiều đường nha các bạn. Và trái cây sấy khô. Trái cây sấy khô chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm cả có chất xơ. Tuy nhiên, nó chỉ nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải do hàm lượng đường và calo cao. Quá trình khử nước ngăn trái cây không bị mốc. Nước cốt dừa đóng hộp. Nước cốt dừa có nhiều chất béo bão hòa. Loại chất béo này có xu hướng ổn định và không dễ bị ôi thiêu. Khi đóng hộp, nước cốt dừa đúng cách, nó sẽ được bảo quản trong hơn 1 năm. Đậu khô. Đậu là một trong những nguồn protein dễ dự trữ lâu dài nhất. Chúng có độ ẩm tự nhiên, thấp và có thể tồn tại trong nhiều năm. Ngoài ra, đậu là một trong những thực phẩm bổ dưỡng nhất mà bạn nên ăn. Chúng chứa nhiều protein, chất xơ và các khoáng chất quan trọng khác nhau, chẳng hạn như là magie. Mật ong. Mật ong là một chất kháng sinh tự nhiên, chứa nhiều đường và hô hấp độ ẩm một cách đáng ngạc nhiên. Do đó, mật ong được bảo quản đúng cách có thể để được nhiều năm, thậm chí lâu hơn nữa. Nếu bạn muốn sử dụng chất tạo ngọt thì mật ong tốt cho sức khỏe hơn đường tinh luyện. Tuy nhiên, chỉ nên tiêu thụ nó ở mức độ vừa phải nha các bạn. Dầu ô liu nguyên chất. Dầu ô liu là một nguồn chất béo lành mạnh và có thể tồn tại hơn 1 năm nếu được đóng hộp đúng cách. Các loại thảo mộc và gia vị khô. Cũng giống như các loại thực vật khác đã bị loại bỏ độ ẩm, thì các loại thảo mộc và gia vị khô là thực phẩm tuyệt vời để mang theo hoặc lưu trữ trong một thời gian dài, miễn là chúng được giữ khô ráo và thoáng mát. Thực phẩm tốt nhất để bảo quản trong thời gian dài là những thực phẩm chứa ít hoặc không có độ ẩm và không nhạy cảm với nhiệt độ. Thực phẩm có độ ẩm cao hơn có thể được bảo quản lâu dài trong nhiều trường hợp, nhưng cần có quy trình đặc biệt để giữ cho chúng không bị hư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ về những cái loại thực phẩm tốt cho sức khỏe và có thể đã bảo quản được lâu trong mùa dịch này. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.